Hiện trên thế giới đã có một số nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Tham khảo kinh nghiệm từ những nước đi trước, Bộ Y tế cho biết đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học, đảm bảo hiệu quả, thận trọng từng bước và đặt an toàn lên hàng đầu. Các nước Đức, các nước Israel chẳng hạn, thì họ cũng Mỹ thì họ cũng đã tiêm, thì chúng ta cũng có thể là tham khảo và tiêm cho các em. Nhưng mà tôi nghĩ là đây là phải có sự đồng thuận giữa các nhà khoa học của Việt Nam, và chúng ta cũng cần phải có tham khảo những cái quốc tế hiện nay, đặc biệt thì những cái trường hợp phản ứng như trường hợp tử vong. Thực tế, nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi khả năng nhiễm bệnh ít hơn so với trẻ lớn và thường diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, một số trẻ cũng sẽ có diễn biến nặng. Vì thế, nếu được tiêm sớm, sẽ hình thành kháng thể sớm. Như vậy sẽ an toàn cho nhóm trẻ này. Theo tôi thì cái việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là cần thiết. Tất nhiên là trước khi tiêm thì chúng ta phải sàng lọc. Những cái trẻ mà có cái tiền sử dị ứng hoặc là có cái tiền sử bệnh máu thì những cái trẻ đó là chúng ta phải cân nhắc. Còn những cái trẻ mà nó khỏe mạnh bình thường thì chúng ta có thể là tiêm ở trạm y tế, nhưng mà phải làm cẩn thận chứ không phải là làm một cách gọi là ồ ạt theo kiểu là vội vàng. Cũng theo các chuyên gia, nếu kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ nhỏ được phê duyệt, ngành y tế phải chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo an toàn tuyệt đối từ tất cả các khâu. Bởi trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho độ tuổi này cần có những sự quan tâm đặc biệt hơn so với người lớn và trẻ lớn.